Bộ ba Troika đang có mặt tại Hy Lạp để bàn bạc về một gói cứu trợ mới cho quốc gia này. Trước đó, vào hôm Chủ nhật 3 tháng 11, người dân Athens đã tụ tập biểu tình vì cho rằng họ không thể chịu thêm bất kỳ biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt nào nữa. Những hình ảnh trên màn ảnh nhỏ là một ngày mua sắm bình thường ở Athens, nhưng thực chất đây không phải là một ngày bình thường, vì đây là ngày Chủ nhật đầu tiên trong hơn 100 năm qua mà các cửa hiệu, các khu phố mua sắm mở cửa. Có người thích chuyện này, có người không. Các công đoàn lao động cho rằng như vậy là không công bằng với công nhân và các doanh nghiệp nhỏ. Như vậy là sau khi biểu tình vì giảm lương, sa thải nhân công, đóng cửa doanh nghiệp, người dân Hy Lạp đã có thêm một lý do khác để lo lắng, đó là làm thêm việc. Dư luận một lần nữa lại hướng về bộ ba Troika, IMF, ECB và EU hiện đang thảo luận về một gói hỗ trợ khác cho Hy Lạp. Dự kiến gói hỗ trợ này vào khoảng 240 tỷ euro. Troika hy vọng con số này sẽ bù đắp được khoản thâm hụt ngân sách 2 tỷ euro trong ngân sách năm sau và giúp Hy Lạp trang trải được nợ nần. Troika không hài lòng với chuyện chính phủ ra sức tư nhân hóa doanh nghiệp công. Họ muốn Hy Lạp phải cắt giảm thêm nữa, tăng doanh thu thêm nữa. Về phía chính phủ thì dĩ nhiên họ đã đi một con đường suy thoái quá dài và người Hy Lạp cũng đã quá mệt mỏi với các biện pháp khắc nghiệt của chính phủ. Ở Hy Lạp hiện cứ hai người trẻ thì có một người không có việc làm. Bất bình của người dân Hy Lạp đang dần leo thang, bất ổn xã hội liên tục xảy ra, đặc biệt là trong những lúc Troika ghé thăm.